Xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị khách hàng đã đến với trang bất động sản 6 sao Ngày hôm nay thì em Tuấn lại giới thiệu đến toàn thể quý cô chú anh chị một siêu phẩm góc hai mặt tiền đường ở trong một cái khu biệt thự cực kỳ là đẳng cấp luôn cô chú anh chị. Ở gò vấp thì cái khu biệt thự này nó là cái khu biệt thự vip nhất luôn nha cô chú anh chị. Có tiền cũng chưa chắc đã là mua được biệt thự ở trong này để ở đâu cô chú anh chị ơi. Nhưng mà hiện tại đang có một cái căn biệt thự duy nhất mà đang bán ở khu vực này Căn biệt thự của chúng ta với diện tích là 165 m vuông góc hai mặt tiền đường Đường của chúng ta là rộng 12m, lề đường là mỗi bên là 3m như thế này Và điểm đặc biệt của căn của căn nhà, của, căn biệt thự của chúng ta là nó cái thứ nhất là hai mặt tiền này Mặt tiền đầu tiên là Tây Nam, nó sẽ là hướng ra đó là siêu thị Emac Là cái siêu thị uh, ngay tại đường Phan Văn Trị, phường 5 quận Gò Bóc cái mặt tiền thứ hai ở phía bên này là hướng đông nam thì nó sẽ hướng ra trường quốc tế liên cấp việt úc là một cái trường cực kỳ là lớn luôn thì mặt tiền của cái em mắc này là đường phan văn trị phường 5 quận gò vấp còn mặt tiền của trường việt úc này thì là đường lương ngọc quyến phường 5 quận gò vấp thì đường lương ngọc quyến này chảy thẳng là nó sẽ xuống dưới khu vực đường đặng thùy trâm ngay chỗ cầu đỏ đi về bình thành và ngay sau cái căn biệt thự của chúng ta Ngay khu biệt thự Cityland này này Thì là sẽ đa, hiện tại đang có đường Dương Quảng Hàm Đang mở rộng hơn 30 mét Sẽ đi thẳng qua bên chỗ đường đẳng Thùy trong Để kết nối với Bình Thành Cho nên là cái vị trí ở đây nó cực kỳ vip Mình di chuyển ra Phạm Văn Đồng á Chỉ chỉ rơi vào tầm khoảng 500 mét thôi Còn di chuyển về sân bay rơi vào tầm khoảng 4 cây số di chuyển về Tân Bình quận nhất thì nó chỉ dao động là đâu khoảng thời gian ra vào tầm khoảng là 15 phút thôi là di chuyển ra tới trung tâm quận nhất rồi vị trí cực kỳ đẹp ở trong này thì là khu biệt thự cầm bao nha quý cô chú chị ở dự án của chúng ta là dự án của khu dân cư khu biệt thự Cityland phường 5 quận Gò Vấp thì ở Gò Vấp thì hiện tại chúng ta đang có Cityland thì đang có tới 3 dự án một cái là phường 5 một cái là phường 7 và một cái là phường 10 nhắc đến Cityland thì đẳng cấp rồi cô chú anh chị là một cái dự án mà của quân đội ở đây thì biệt thự của chúng ta thì rơi vào tầm khoảng 150 mét vuông hết nhưng mà cái căn mà góc hai mặt tiền như này vị trí vip thì chỉ có duy nhất một căn như này thôi nha cô chú anh chị nhé. thì bây giờ cùng với em Tuấn chúng ta sẽ đi tham quan cái căn biệt thự này à, để cho cô chú anh chị chúng ta thấy được một điều đó là cái giá mà hiện tại gia chủ đang đưa ra là 39 tỷ thì nó có hợp lý hay không nha. có gì đấy thì cô chú anh chị chúng ta cứ để dưới uh, uh, phần bình luận để chúng ta cùng nhau gọi là À, tìm hiểu cùng nhau trao đổi để xem là hiện tại thì giá 39 tỷ thì nó có hợp lý hay không và đừng có quên cho bất động sản 6 sao một nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha cô chú chị thiết kế của căn biệt thự chúng ta đó là một trệt thai lầu và sân thượng diện tích xây dựng là 97 mét vuông và diện tích sàn là 333 mét vuông hướng này là hướng Tây Nam nếu như cô chú ý chị chúng ta hợp hướng Tây tứ Trạch thì về nhà chúng ta có thể là sử dụng cửa này còn hướng bên này là hướng đông nam thì nếu như cô chú anh chị chúng ta hợp với đóng tứ trạch thì có thể đi cửa bên này chúng ta đều có hai cửa hết đây đường chúng ta này ô tô thì đậu ở trong này thoải mái thôi khu cầm bao muốn vào được trong này thì là phải biết chủ nhà mới vào được trong này nha cô chú anh chị nhá thì trong này chúng ta có thể là vừa ở này vừa mở công ty kinh doanh đang ngành nghề luôn đây này cô chú anh chị này trường mầm non việt úc này này đây là một cái ngôi trường quốc tế liên cấp cực kỳ lớn ở quần góc vóc của mình. Đây là cái cổng à, cổng sau nha. Cái mặt tiền ở phía bên này thì là có chiều dài là 20 m. Mặt tiền phía bên kia ấy, có chiều dài là mét m. Ừ. Đây thiết kế tân cổ điện một tài hai lầu sân thượng. Chúng ta có tổng cộng là 5 phòng ngủ nha cô chú chị. Cái lề đường ở đây thì à, được lát gạch hết rồi. Lề đường ở đây chúng ta rộng 3 m. Đầu xe máy thì tha hồ thoải mái. Ở đây thì gia chủ trồng rất là nhiều những cây ăn trái xoài, mận, lựu rất là nhiều. Các biệt thử của chúng ta với diện tích là 165 m2, bề này là 8 m2 nhưng mà gia chủ xây dựng chỉ 6 m3 thôi. Còn bề dài là 20 m nhưng mà gia chủ chỉ xây dựng là 13 m thôi. Thành ra chúng ta sẽ lấy được ba cái mặt thoáng như thế này. Không gian này thì có thể là để xe thoải mái. Đấy, nếu như cô chú anh chị chúng ta hợp tay tí trạch kỳ đi hướng bên này nhá. Còn hợp đồng tư trạch thì đi hơn bên kia Trong này mát cực kỳ nha cô chú chị Giờ này Tuấn đang quay là 11 uh, giờ 40 phút Nhưng mà rất là mát Lấy được ba mặt thoáng Bên này có một cái cánh cửa nhôm đúc rất là hoành tráng Hệ thống uh, hàng rào đây thì là cũng được xây cao này Với là kết hợp với là nhôm đúc như này Cái bên này là trừ tầm khoảng là 2 mét nha cô chú chị Cho nên thoáng cực kỳ Bây giờ mình đi vòng một cái xung quanh căn biệt thự này của mình thiết kế tân cổ điện này phía sau này là khu vực để máy giặt để tủ giày và một cái nhà vệ sinh để sử dụng cho khách ở phía sau này nó có chú chị này nhà vệ sinh sử dụng cho khách ở sau này lấy được ba mặt thoáng thành ra chúng ta thấy là không khí cực kỳ là mát mẻ và đối lưu tốt cho sức khỏe của đại gia đình của mình hệ thống camera an ninh ở trong nhà thì đầy đủ điện chiếu sáng ở khu vực ngoài sân cũng thế này và cái điện chiếu sáng này đầy đủ hết nha cô chú chị cửa thì gia chủ tổ cửa rất nhiều đây ừ. một cửa này ngay chỗ phòng bếp này còn đây một cửa ngay vào cái trung tâm chính giữa nhà thì như hồi nãy tôi nói chúng ta có thể là hợp với hướng nào thì chúng ta sử dụng cái hướng cửa đấy để, để chúng ta di chuyển nha thì ở ngay không gian tầng trệt này bên tay trái là khu vực phòng khách bên tay phải là khu vực phòng bếp và căn biệt thự của chúng ta thì có hai cái phương thức để di chuyển một là có thang bộ hai là thang máy đây một cái không gian phòng khách cũng khá là rộng rãi và đặc biệt là ở trong căn biệt thự này thì gia chủ sẽ dành tặng lại toàn bộ nội thất cho tất cả các quý cô chú anh chị. Đồ nội thất của gia đình thì mua để mà sử dụng cho nên là cực kỳ là cao cấp luôn. Một cái bộ sofa bằng da, da này cũng rất là xỉn luôn này, da này là da nhập luôn. Cực kỳ xỉn so. Đi quay nhiều nhưng mà cũng ít những cái căn nhà mà có được những cái bộ sofa mà da nhập như này lắm cô chú anh chị. Kệ tivi ở khu vực ở đây thì mình có một cái phòng kho, kho nho nhỏ hiện tại gia chủ đang làm cái khu vực mà để chứa đồ chơi cho bé Đó. khu vực này thì ở dưới cái chân cầu thang nha cô chú chị nhé hệ thống đèn chiếu sáng ở trong nhà thì chúng ta thấy này rất là nhiều lắp như những cái bóng đèn này thì nó cũng tốn kém đấy nhưng mà rất là tiết kiệm điện rất là nhiều nguyên ở dưới này thôi đã thấy hơn chục cái bóng gì thế này mười 15 cái bóng ở ngay chỗ không gian phòng bếp phòng ăn thang máy thì hồi nữa đó đây là chúng ta có hai phương thức di chuyển này một là thang bộ hai là thang máy khu vực này này cô chú chị này thang máy chính giữa nhà thành ra cái căn này cô chú chị chúng ta mua có thể là ở cũng được hoặc có thể là làm văn phòng công ty kinh doanh cũng được đấy thang máy rất là xịn sò luôn bóng ngáng ở dưới khu vực phía sau này là mình có bàn ăn này có đảo bếp này, bếp rất là hiện đại luôn ha. Một cái đảo không thể thiếu được. Khu vực tủ bếp trên, tủ bếp dưới tông màu chính chủ đạo của căn biệt thự chúng ta là tông màu trắng và ở khu vực bếp này thì mình không thiếu một cái đồ nổ thất nào hết á, máy rửa chén, à, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh. Nhiều, bếp này là bếp uh, điển ong luôn nha cô chú chị nhá, mà hãng này boss Gia chủ sử dụng những cái đồ trong nhà thì là đồ là đồ xịn hết nhập khẩu hết có một cái đèn cây bằng gỗ này rất là đẹp luôn thì hồi nãy tôi nói đây là cái khu vực mà phía sau để chúng ta di chuyển ra nhà vệ sinh cho khách và chỗ giặt đồ đây thì chúng ta di chuyển một cửa này nha cô chú chị nhá thành ra cửa rất là nhiều lấy được cái không khí mát mẻ lắm trong phòng bếp cũng đã sẵn máy lạnh cho cô chú anh chị này trong nhà thì cũng sử dụng luôn là robot lau nhà luôn đầy đủ. Bây giờ mình cùng nhau di chuyển lên tầng một nha cô chú chị. Biệt thự chúng ta có tổng cộng là 5 phòng ngủ, phòng ngủ nào cũng đều rộng rãi hết. Đây là khu vực uh, cầu thang bộ tây cầm ở đây là bằng gỗ tự nhiên hết. Cầu thang bộ thì nó thiết kế cũng rộng rãi luôn cô chú chị. Được cả cái bậc nghỉ này nó rất là bự này. Cho nên mình di chuyển cũng thoải mái. Và bây giờ thì mình có thang máy đây rồi, mình di chuyển khá là tiện đây là không gian uh, tầng 1, tầng một thì mình có hai phòng ngủ như thế này được cái là phòng ngủ nào nó cũng rộng rãi và có cái ban công rất là lớn phòng ngủ này thì thiết kế là phòng làm việc luôn làm việc ở đây ngủ tủ quần áo tất cả các uh, giường này tủ quần áo thì chúng ta thấy là thiết kế là cũng là phong cách là tân cổ điện hết phù hợp với là thiết kế của căn biệt thự chúng ta Ngoài này có một cái ban công khá là lớn Hơn 2 mét Như thế này Có thể là sử dụng Đặt uh, bộ Bàn uống trà ở đây Khu vực này là ok luôn nha Xung quanh nhà thì gia chủ trồng rất là nhiều Những cây Ăn trái cũng khá là lớn luôn Đây có tới hai cái Bàn làm việc là một bên này một bên này Chỗ cửa ra thì mình lấy được cái không khí ánh sáng ánh mát đây, ở đây mình sẽ gia chủ hiện tại đang sắp đặt hai cái tủ để đồ ngay khu vực này ở giữa là một cái nhà vệ sinh chung nha cô chú chị nha nhà vệ sinh chung ngay ở khu vực dưới này mình có thêm một cái phòng ngủ nữa một cái phòng ngủ này thì hiện tại gia chủ nó là không có dùng tới thì chắc anh chị để đồ thôi hai giường cũng thiết kế là tân cổ điện luôn bản phấn cũng kiểu dạng tân cổ điện luôn lấy được cái mặt tiền này mặt tiền này thoáng rồi một cái quạt gió lg này quạt điều hòa này rất là xịn sò luôn đây cửa sổ rất là nhiều nhá cô chú chị nhá mở ra gió thổi vào cực kỳ mát luôn mình lấy được tổng cộng tới 3 mặt thoáng mà mát mẹ không khí đối lưu tốt cho sức khỏe của đại gia đình của mình ở nhà phố thì mình sợ nhất là 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 không gian nó chật hẹp nó bí bách nhưng mà riêng đối với căn biệt thự chúng ta ở đây thì lấy được tới ba cái mặt tiền ba mặt thoáng thành ra không khí cực kỳ là tốt đây là lầu 2 Thực ra gia đình của anh chị cũng ít người thành ra là anh chị à, cũng chỉ còn là hai phòng để nghỉ và ngơi vậy thôi còn lại là một không gian sinh hoạt chung hết à đấy như cô chú anh chị chúng ta thấy như này còn tùy về mục đích của mỗi người, ha chúng ta có thể là về setup theo cái ích thích của mình. Đây cũng có cái cửa luôn này. Đi ra phía sau này là một phòng ngủ. Phòng ngủ này thì mình có nhà vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh thì mình thấy thiết bị nhà vệ sinh rất là đầy đủ rồi. À còn đây là phòng ngủ của các bé này nha. Đây là một cái giường lớn và bên kia là một cái giường tầng màu hồng Hệ tủ quần áo thì là gần như là kịch trần Khá lớn Hà hồ mà đựng đồ luôn Bàn phấn tivi Tất cả nội thất Sẽ dành tặng hết cho quý cô chú anh chị nha Thang máy Bây giờ mình sẽ đi lên Cái lầu 3 nha cô chú anh chị Diện tích xây dựng là 97 mét vuông và tổng diện tích sàn là 333 m. À, ngay đây có một khu vực kho nhỏ nhỏ. Để mình để đồ này. Tên này thì sẽ sử dụng để làm phòng sông hơi, sân thượng trước, sân thượng sau và kho để đồ. Đây có tới hai cái phòng nhỏ như này để để đồ còn nếu như chúng ta mà cần cái phòng ngủ thêm á thì cô chú anh chị chúng ta về bỏ bức vách này đi này không hai cái phòng này lại sẽ thành một cái phòng ngủ rất là lớn thì phòng ngủ này sẽ sử dụng nhà vệ sinh này sẽ sử dụng chung với nhà vệ sinh như thế này cái căn biệt thự này vị trí nó cực kỳ là vip luôn đẹp một cái phòng sông hơi khô đá nóng thì được bố trí ngay tại đây à, để chúng ta có thể là sông hơi thư giãn thế này cũng có một cái hệ đèn trầm khá là đẹp này, hệ thống camera của chú chị chúng ta thấy không? ngay trên khu vực sân thượng là mình cũng có luôn đầy đủ Ôi, ra đây cô chú ý chị này nhìn cái view này rất là đẹp đây Bên này là trường quốc tế liên cấp Việt Úc, đẹp đúng không? Còn bên phải này thì là siêu thị em mắt, mặt tiền đường Phan Văn Trị, mặt tiền đường Lương Ngọc Quyến. Cái này chào bán giá 39 tỷ, thì thực ra giá thì vẫn còn thương lượng mạnh lắm nha cô chú anh chị. Thành ra cô chú anh chị chúng ta hãy liên hệ lên hotline của Bất động Sản 6 sao. Và cô chú anh chị chúng ta thấy căn biệt thự này là đẹp chỗ nào hay là không đẹp chỗ nào thì cứ để lại một cái bình luận ở phía dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận xem giá 39 tỷ thì nó hợp lý hay là giá bao nhiêu thì nó sẽ hợp lý nha cô chú chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.